Hoàng Anh gạo nếp gạo tẻ hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, chu cấp 500 USD mỗi tháng cho con gái. Sau 2 năm mâu thuẫn, Huỳnh Như, vợ cũ của Hoàng Anh, cho biết cô đã nhận phán quyết ly hôn của tòa án. Hoàng Anh và Huỳnh Như đã đường ai nấy đi. Chia sẻ với chúng tôi, Huỳnh Như xác nhận cô và chồng cũ Hoàng Anh hiện đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Tòa án Orange County, bang California đã xét xử và đưa ra phán quyết từ ngày 1-2. Ngày 15 tháng 2, tôi nhận được quyết định ly hôn. Theo quyết định của tòa, tôi được toàn quyền nuôi con gái, bé Abby. Mỗi tháng, Hoàng Anh có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi dưỡng cho con là 500 đô la, đồng thời được thăm con 3 giờ mỗi tuần tại nhà riêng của tôi, vợ cũ Hoàng Anh nói. Huỳnh Như cho biết thêm trong trường hợp Hoàng Anh gặp con ở địa điểm khác, cô yêu cầu có người đi theo giám sát bởi bé Abby chậm nói và mắc chứng tự kỷ nhẹ. Vụ việc giải quyết chậm trễ, sau 2 năm mới có phán quyết của tòa vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Giờ đây, mọi việc khép lại, tôi tập trung làm việc và chăm sóc con gái. Tôi cũng sẽ hợp tác với Hoàng Anh để bé có đầy đủ tình thương của cha mẹ, Huỳnh Như chia sẻ. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Huỳnh Như cho hay cô đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình ngoại. Hiện tại, cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mẹ đơn thân. Trong khi đó, Hoàng Anh giữ im lặng khi được hỏi về vấn đề giải quyết ly hôn với vợ cũ. Hiện tại, anh vẫn tập trung làm phim ngắn và một số công việc tay trái ở Mỹ. Hoàng Anh và Huỳnh Như kết hôn từ năm 2017. Họ sống xa cách 2 năm trước khi nam diễn viên tạm dừng sự nghiệp đóng phim ở Việt Nam, chuyển qua Mỹ định cư vào năm 2019. Theo chia sẻ của Huỳnh Như, mâu thuẫn của cả hai xuất hiện từ năm 2020. Hoàng Anh đã ra khỏi nhà và gửi đơn ly hôn. Nam diễn viên và vợ cũ từng có thời gian dài lời qua tiếng lại, gây ồn ào trên mạng xã hội. Hoàng Anh là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Lối Sống Sai Lầm, Ký Túc Xá.